rút 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 thôi. Nó đuổi bên kia. Bên đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, bọn đuổi. Bọn điên đuổi rồi. Mày lại chạy nhanh em. Nhanh nhanh lên. Bọn điên. Vậy mày ơi, nhanh lên, nhanh lên. Ây yo, chị ba đã quay trở lại với channel quảng cáo nha. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại cái khu rừng này và quyết định sang chim em xem một lửa nha. Như em xem đây, ngày hôm nay hậu cáo quyết định chỗ tài em xem cho nó chưa đây em, ok nha, đi thôi. Như các bạn cũng đã biết, cái vị trí này là một vị trí rất là mới lạ cho mình nha anh em. Ngày hôm nay mình đã quyết định sử dụng cái lá cao su này. Ok anh em nhá, là tiếp tục là xem và quay cái chỗ này có gì không, gặp cái con gì tẻo đấy cho em xem nhá. Chứ mấy hôm trước quay video với anh em ấy, là thực sự anh em toàn kiểu bị thất bại thôi anh em ạ. Ngày hôm nay mình đã tiến theo này nữa, hy vọng sẽ tìm được những tổ chim nào độc lạ quay em xem nhá. Cái chỗ này thực sự với anh em nó không có phải lấy cam nên là mình không quẻ quay toàn bộ cho anh được, nhưng mà thực sự với anh em nó khá là rộng nha anh em. Không nói nhiều nữa, bây giờ đi sinh tồn cho em xem thôi. Ok anh em nhá, đi thôi. Hôm nay chính xác này nhá, anh đi săn đấy, em phải giữ trật tự nhá, chứ không như hôm trước đó. Hôm trước là hơi ổn ổn đấy biết chưa? Dạ. Cái kiểu đi săn mà anh đã không thích cho đi ấy là tại vì lý do là đi nó đánh động rồi nó chạy hết là không săn con gì luôn. Dạ em biết rồi. Nói bây giờ mình tí mà anh quay video mà anh bắn cái con gì ấy mà em cứ há mồm em hò hét là em cứ hú hú như hôm trước ấy, là như tinh tinh khỉ đột hôm trước ấy, là thực sự ấy là anh khâu mồm mày biết chưa? Rồi. Ok. Được đi săn với anh Hậu rồi. Yeah. Bắt đầu lên cơn tăng động rồi đấy. Khâu mồm nhá. Trật tự biết chưa? Ok. Như các bạn cũng đã biết, hôm nay mến nó đuổi theo mình. Thời tiết nó lại kiểu là ối rồi ôi lắm anh em ạ. Hiện tại sắp mưa nha anh em. Thôi rồi, bây giờ tiến sâu vào trong đây, sau đó là mình đi khai quật chim em xem nhá. Đó, hôm trước là mình cũng có qua đây một lần rồi, chứ không phải là trước qua. Và mình phát hiện ra trong đây có bị bịp nha anh em. Các bạn thấy chỗ này như nào? Có đẹp không? Thôi rồi, bây giờ cái việc đẹp hay không thì gạt qua ở bên. Mục đích vẫn là đi săn cho em xem á. Ở chỗ này mình phát hiện ra cái ống gì này, không biết người ta có bẫy rắn ở bên nữa. Từ từ, anh em đợi chút nha. Vào trong đây cho em xem này. Ống lươn. Ống lươn mấy ạ. Không có. Kinh. Ống lươn dài thế. Mình phát hiện ra vị trí này có chim rồi anh em nhá. Nhưng mà chim trong đây nó bé lắm, nó không to đâu. Thường thường thì ở chỗ này cũng có cả chim bị bịp nữa. Nhưng mà chim bị bịp nó khôn lắm, nó không đi lang thang ở chỗ này đâu anh em ạ. À, được rồi, bây giờ thì mình đi quanh chỗ này rồi mình kiếm em xem nhá. Ui, nhanh quá. Nó bé tí rồi đấy. Má. Ghê thật. Má. Vẫn xịt anh em ạ. Đau nhờ. Chết rồi. Hiện tại bây giờ lên cơn mưa rồi anh em nhá. Tìm vị trí thích hợp để chú ý em xem đây. Và mình phát hiện ra trên đây những cái tổ bị bịp anh em ạ. Ngay trên góc này. À, ui ôi, có ong vàng mấy nơi. Không, chưa nhìn thấy tổ nhưng mà phát hiện ra có con ong vàng. Thì đích thị là trong đây có tổ ong vàng rồi. Thường thường ở chỗ này đấy anh em ạ, người ta vẫn hay đi vào trong đây để bẫy rắn đấy anh em. Nên là trong cái chỗ này rất nhiều hổ mang và các thứ anh em nhá. Chỗ này thực sự với anh em nó bỏ hoang từ rất là lâu rồi anh em ạ. Kiểu như đất đất kiểu gì ấy, mình chả biết nhưng mà thôi rồi, đi tiến sâu thôi anh nhá. Đi sâu rồi sợ ong đốt lắm. Những cái chỗ như này đấy anh em, thường là bịp nó hay thường nó vào làm tổ anh em ạ. Nhưng mà trong đây hơi rậm rạp một tí, chắc là mình kết thúc đây thôi. Chỗ này nó có đường đi luôn này. Người ta vào đây người ta bẫy rắn đấy anh em ạ. Mình khẳng định 100% luôn nha. Mến ơi, sắp mưa rồi. Về đang săn gió về. Ấm mà mưa. Tại sao đừng đi nữa nhá. Thôi đi cho vui. Khâu mồm lại nhá. Bây ơi, ba con luôn. Chim này cũng ra đến chỗ này mình phát hiện ra có một cái gốc bình bát khá là đẹp anh em nhá. Cái cây này mà đào về trồng làm cảnh thì hợp lý em nhờ. Nhưng mà ở trong miền Tây ấy, hoặc là miền Nam ấy, có rất nhiều cái loại cái cây bình bát này. Còn ngoài Bắc mình là không có. Bây giờ mình có điều kiện mà đánh vào cái gốc này về xong là làm cây cảnh lên thì đẹp lắm anh em ạ. Cái này quả đó này anh em này. Cái quả nó chín ấy, mà dằm với sữa, ăn như quả la luôn anh em ạ. Đó, quả to lắm. Bây giờ vẫn còn non nhá, giống là to nữa đấy. Hôm trước đi mình hay gặp cái cây đó. Cây này nó ưa kiểu ưa nước ấy. Ơi, tự nhiên bây giờ có hai con nó bay về khu này anh em nhá. Không kịp làm gì phát. Tốt từ chỗ này này, đang quay chỗ này ra. Thế là già bay mất chỗ này anh em ạ. Tiếc nhờ. Phí thật sự nha. Hai nhảy rồi. À, vẫn xịt. Như anh em xem đấy. Đây là những cái căn nhà ở trong miền Tây anh em ạ. Bên dưới rất là nhiều rác nha anh em. Đó, ở trong miền Tây đấy, những cái nhà nào mà hoàn cảnh khó khăn ấy, người ta hay xây kiểu này đấy anh em.
Nói chung thì cái kiểu này thì nhìn quen quen ấy. Nhiều anh em bảo là dạng đây dạng ổ chuột đúng không? Nhưng mà trong đây thì họ kiểu xây như thế thôi anh em ạ. Năm sau. Năm sau. Con rắn nó cắn em đây này. Rắn to không? Nó bằng chắc tầm này. Nhưng mà nó màu gì? Nó màu em biết được đâu, nó cắn em sợ muốn chết, chạy nãy giờ luôn, đau quá. Em không biết rắn độc cái rắn gì nữa. Đâu? Đây. À, bị bay à? Vãi trưởng thật. Xin lỗi, mình chỉ trêu tí thôi. Thế thì phát này bị khô mồm rồi. Này, đừng có thâu, đừng có kiểu vớ vả vẩn đấy nhá. Biết chưa? Đi săn cứ trêu trêu, bực cái cả mình đã sống săn đâu nào đây. Em đi về đi. Lách. Lách. Tốc độ, nhanh. Biết đường đâu mà về. Thế cứ ngồi anh chơi. Anh cho đi. Em nói đâu. Cho em nói chưa? Má nó. Anh em đợi mình chút nha. Con này nó khá là nguy hiểm anh em ạ. Ui anh ơi, trúng rồi. Con cua, vào bắt đi. Anh dở à, thằng gai là gai. Vào bắt đi. Đau gai nhỉ? Sao mà bắt được? Mãi được một con. Anh vào đi. Ui, nó gai lắm. Thế mà bảo em vào. Mày vào được, ấy chết, toàn gai rồi. Săn chim được có tí thôi, thời tiết giờ mưa mất rồi anh em ạ. Hôm nay thật sự đen nhá. Tự nhiên mấy này gọi mình ra đây phát hiện ra một cái gì đấy anh em ạ. Ok anh em, bây giờ quay em xem nhá. Như các bạn có thể xem, thời tiết chán thật sự nhá. Trời ơi, đừng húc tao nhá. Đi húc không? Nhanh về. Làm sao? Mạnh rồi. Cái gì? Ui dồi ui. Trúng mạnh rồi. Chắc con vịt nhà hay được để bậy. Để anh em xem này. Chết rồi, toàn cứt thôi. Má, đi săn chim này, đi nhặt trộm trứng vịt thế này. Cái này là mình không biết có ai anh em nhá. Thôi rồi, lấy tạm đi. Mấy quả đây? Không biết quả ai, tạm thời đút túi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 quả trứng luôn. Trời ơi, nó đẻ đâu mà người ta không biết thế này. Bọn này nó định quấy ổ làm đây rồi. Thôi rồi, bây giờ thì bắt mang về thôi. Cái này là mến nhìn thấy à, thấy thế nào? Em nhìn thấy đấy. Sao lại anh đi qua mà không biết nhỉ? Anh mắt cứ tơ hớ ở đâu làm sao mà thấy được. Rồi. Phải có mắt, con mắt tinh tường nha em nè. Anh em xem này, mến phát hiện rồi nha. Bây giờ mang vào nhà luộc ăn đi. Đi. Bá cháy thật anh em ạ. 9 quả trứng vịt luôn, hú ví anh em nhỉ. Đó, bao phê luôn nha. Hột vịt lướng. Ui giời ôi. Còn cứt thôi, nhưng mà chắc hôm không sao. Hôm nay không phải lo đồ ăn nữa rồi. Thôi té, mưa rồi. Ngon quá anh em ạ, bá cháy thật sự nha. Một rổ trứng luôn này. Thôi, rút, đóng khóa vào, rút đi. Đi sinh tồn hôm nào cũng có cái ăn nhỉ. Tao đi hậu cáo giờ sợ chết đói đâu. Nhưng mà bởi hôm quá nó bể. Hôm nay là phát hiện ra mến tìm ấy nhá. Đi. À, quyết định là thôi không ở đây nữa anh em ạ, không tí chủ ra. Thôi bỏ mẹ rồi. Rút cãi đi. Mưa rồi anh em ơi. Hôm nay quay như không kiếm được cái gì đấy anh em. Nhưng mà thôi, tạm mấy quả trứng này cũng ok nha anh em. Bây giờ quyết định đi về kia đã, không mưa quá anh em ạ. Tốc độ thôi mến ơi. Mưa này là không kịp đâu. Mưa lắm anh em ạ. Chạy nhanh về kia mới được, cái không này thì toi mất nha. Anh em xem này. Rút thôi. Nó đuổi mến kia. Mến ơi. Ôi giời ơi. Bố đuổi. Bố điên đuổi rồi. Mến ơi chạy nhanh. Nhanh lên. Bố điên. Vậy mến ơi. Nhanh lên. Ui nó đuổi anh em ơi. Ghê quá. Ôi giời ơi. Không hiểu cái gì luôn. Tự nhiên nó đuổi anh em ạ. Hú vía nhỉ. Mày có anh Hậu bảo có gì nó dí cho mực chết. Nó dí ở đây nó này. Mệt quá. Kinh không? Thế mà lấy bảo bọ lại hiền lắm. Hú vía thật. Trời ơi anh em xem này. Mày chúi đi chỗ này nhá. Không sao đuổi không chết đấy. Mệt quá. Ghê quá anh em ạ. Được hôm đi săn thì em xem đấy. Ối rồi luôn nha. Mưa quá anh em ạ. Anh em xem này. Tìm những chỗ chúi mưa khá lý tưởng anh em ạ. Khéo là thôi. Tính là mang trứng về luộc rồi quay em xem đấy. Nhưng mà hiện tại thời tiết là mưa quá. Anh em thông cảm giúp mình nha. Bây giờ ấy này. Một là đi về. À, chứ không thì muộn quá. Phải không? Tắm mưa về. Tắm mưa nha anh em. Chỗ nó chết anh em ơi, ok anh em. Về thôi, mưa rồi. Tắm mưa luôn à? Hả?
ra thôi, mưa ướt đấy, ốm ấy nhá. Mưa quá anh em ạ. Đen thật đấy.